D13 Tỳ Kheo Uyasa là một vị tỳ khưu thường trú ở tỉnh xá Mahajin thuộc làng Kunda, huyện Mudune đã mắc phải chứng bệnh chóng mặt và sưng ở biểu giái trên 20 năm. Khi ấy mới đến thiền đường để hành minh sát. Chỉ khi vị ấy đạt đến giai đoạn mà có thể duy trì oai nghi trong 4 giờ thì bệnh của vị ấy mới phơi giảm khi u theo dõi ghi nhận thì các chứng bệnh hoàn toàn biến mất và khi vị ấy có thể niệm liên tục ở oai nghi đứng trong mười hai tiếng thì bệnh không bao giờ tái phát nữa